Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch số 13 ngày 9 tháng 1 năm 2024 về tổ chức không gian quảng bá giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cốp dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố và các chủ thể sản xuất sản phẩm ô cốp, sản phẩm tiềm năng ô cốp trên địa bàn tỉnh tổ chức 100 gian hàng tiêu chuẩn với tổng diện tích khoảng 2.160 m2 tại quảng trường Lạp Sơn, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Các sản phẩm tham gia trưng bày quảng bá dịp này phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm, an toàn về dịch bệnh và được dán tem truy xuất nguồn gốc các gian hàng và đối tượng tham gia trưng bày quảng bá sản phẩm phải tuân thủ các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong và ngoài khu vực tổ chức sự kiện. Các gian hàng trưng bày giới thiệu mua bán phải đảm bảo vệ sinh. Đợt quảng bá giới thiệu nông sản sản phẩm ô cốp và sản phẩm tiềm năng ô cốp tỉnh Thanh Hóa dịp Tết Nguyên đán Sắp Thìn 2024 dự kiến diễn ra trong 5 ngày từ ngày 1 tháng 2 năm 2024 đến mùng 5 tháng 2 năm 2024, tức là từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 6 tháng 12 năm Quý Mão 2023. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song ghi nhận đến thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp vẫn cố gắng đảm bảo các chế độ lương và thưởng vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho người lao động, qua đó động viên người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 21.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Năm 2023, dù gặp nhiều khó khăn, song đa số các doanh nghiệp vẫn cố gắng cân đối thu chi, đảm bảo cho người lao động được nhận lủ lương, thưởng Tết và các chế độ phúc lợi. Thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, bình quân mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn là 6 triệu đồng trên một người. Công ty cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước là 7,1 triệu đồng trên một người. Doanh nghiệp dân doanh là 5,2 triệu đồng trên một người và doanh nghiệp FDI là 3,7 triệu đồng trên một người. Các doanh nghiệp cũng đã phối hợp với tổ chức công đoàn xây dựng kế hoạch trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi khác sớm và công khai để người lao động biết, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội khác để chăm lo, chia sẻ với công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Các cái xét quà Tết thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để gửi tặng đến anh em tất cả rồi. Còn ngoài ra thì cũng có thưởng lương tháng 13 đối với tất cả các nhân viên. Tất cả anh em đều cảm thấy yên tâm và ai cũng phấn khởi. Mức thưởng Tết năm nay có thể khác nhau, nhưng đều là nỗ lực đáng ghi nhận của các doanh nghiệp trong bối cảnh còn phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Đây cũng là giải pháp cần thiết để doanh nghiệp ổn định tâm lý người lao động, sẵn sàng nguồn nhân lực, chuẩn bị hành trình cho năm mới phát triển. Khẳng định được thương hiệu trên thị trường và chiếm được cảm tình với người chơi đào, diện tích trồng đào ở xã Quảng Chính, huyện Quảng Sương không ngừng được mở rộng. Và năm nay, người trồng đào nơi đây yên tâm khi hoa được đôn đúng vụ và đến thời điểm này khoảng gần 50% gốc đào đã có chủ. Thời tiết năm nay có điểm khác biệt là nắng ấm nhiều, nếu không biết chăm sóc, hoa đào sẽ nở sớm. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm và kỹ thuật, người trồng đào ở xã Quảng Chính đã biết cách hãm để hoa nở bung đúng dịp Tết Nguyên đán. Hôm nay thì tôi cũng uh, uh, xem thông tin thời tiết rồi nên là tôi tiến hành là đánh quầy bầu trước để hãm cái hoa ra đúng tự nhiên. Nên là mình hãm một tầm đánh 7 đến 10 ngày thì khả năng là đào sẽ vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Xã Quảng Chính có hơn 35 ha đào được trồng tập trung, ngoài ra các gia đình còn trồng lẻ tại hộ, do đã có thương hiệu nên nhiều người trồng đào ở đây không phải lo thị trường vì đến vụ là đã có thương lái và khách ở trong và ngoài tỉnh đến đặt hàng. Gần 50% số gốc đào ở đây hiện đã có chủ. Theo quy hoạch, diện tích trồng đào của xã Quảng Chính sẽ được mở rộng lên 50 hecta với doanh thu khoảng gần 2 tỷ trên 1 hecta mỗi năm. Nghề trồng đào đang đem lại cuộc sống khá giả cho người dân địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ngành nông nghiệp và các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung triển khai kế hoạch gieo trồng vụ chiêm xuân năm 2024 nhằm bảo đảm diện tích, cơ cấu cây trồng, đảm bảo năng suất và sản lượng. Vụ xuân năm 2024, toàn tỉnh gieo trồng 191.000 ha, phấn đấu sản lượng lương thực đạt 785.800 tấn. Để sản xuất vụ xuân đạt năng suất chất lượng cao, các địa phương đã và đang tập trung chuẩn bị đủ số lượng về giống, phân bón, nước tưới và tư nông nghiệp khác theo phương án sản xuất vụ xuân năm 2024 đã triển khai ngành nông nghiệp thường xuyên cử cán bộ phối hợp với phòng chuyên môn của các địa phương bám sát đồng ruộng hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc mạ theo dõi sát tình hình thời tiết để điều chỉnh việc cấy cho phù hợp cùng với đó các địa phương tích cực kiểm tra kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh giống cây trồng và tư nông nghiệp trên địa bàn để nhanh tiến độ làm thủy lợi mùa khô kết hợp tu sửa công trình thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất Ngày 9 tháng 1, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Invenmark đã khai trương văn phòng đại diện tại Thanh Hóa. Văn phòng đại diện công ty luật trách nhiệm hữu hạn Invenmax tại Thanh Hóa được đặt tại xã Hoàng Ngọc, huyện Hoàng Hóa là cơ sở thứ hai của công ty sau văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm, văn phòng đi vào hoạt động sẽ tư vấn pháp luật, trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính trong và ngoài tố tụng, tham gia thương lượng hòa giải, đối thoại, tranh tụng tại phiên tòa và các hoạt động tố tụng khác, thực hiện vai trò bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ án, việc xấu trí tuệ đồng thời góp phần tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng như đảm bảo công bằng công lý cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hoàng Hóa nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Bản tin 18 giờ xin được tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý. Thời gian qua, số vụ trộm cắp cướp giật xảy ra tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc, phòng giao dịch ngân hàng thương mại trên địa bàn cả nước có dấu hiệu gia tăng. Trước tình hình trên, Mới đây, Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quân phát tờ rơi, tuyên truyền cảnh báo cho người dân để chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này. Trên địa bàn thành phố Thanh Hóa hiện có 63 tiệm vàng, 95 phòng giao dịch của các ngân hàng. Trước dự báo tình hình tội phạm trộm cắp, cướp tài sản dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán có chiều hướng diễn biến phức tạp, các chiến sĩ Công an thành phố đã trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý và các chi nhánh ngân hàng tuyên truyền cảnh báo các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp, cướp tài sản, cách nhận diện và phòng ngừa, xử lý tình huống khi phát hiện đối tượng có hành vi trái pháp luật. Đợt cao điểm tuyên truyền của công an thành phố dự kiến sẽ kéo dài từ nay đến hết tháng 1 năm 2024. Công an huyện Yên Định và huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ hai vụ, 3 đối tượng tàng trữ mua bán trái phép pháo hoa nổ với tổng khối lượng hơn 20 kg. Qua công tác nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện Thạch Thành đã bắt quả tang Bùi Văn Luân, sinh năm 2007, ở xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, đang vận chuyển 6 hộp pháo có trọng lượng hơn 10 kg đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, công an huyện đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Quang, sinh năm 2000, là anh họ của Luân về hành vi mua bán trái phép pháo nổ. Quang khai nhận đã đưa tiền cho Luân để lên mạng xã hội mua pháo về bán kiếm lời. Công an huyện Thạch Thành đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Quang, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Luân để làm rõ hành vi, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong một vụ việc khác, cùng khoảng thời gian này, Công an huyện Yên Định và Công an xã Định Hải đã bắt quả tang Lê Văn Đức, sinh năm 1999, trú tại xã Định Hải, đang tàng trữ 8,25 kg pháo hoa nổ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức, cơ quan công an tiếp tục thu giữ thêm 1,75 kg pháo hoa nổ. Hiện đối tượng Đức đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra mở rộng. Giải pháp phòng chống mua bán trẻ sơ sinh và mang thai hộ trái pháp luật của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đặt giải khuyến khích cuộc thi Data for Life, Dữ liệu với cuộc sống, do Bộ Công an phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và báo VN Express tổ chức. Giải pháp phòng chống mua bán trẻ sơ sinh và mang thai hộ trái pháp luật của Công an tỉnh Thanh Hóa đề xuất việc ứng dụng dữ liệu vân tay công dân lưu trữ tập trung hoặc trong chip của thẻ căn cước công dân và thiết bị xác minh di động để phòng ngừa và phát hiện việc giả mạo thông tin nhằm hợp thức hóa giấy chứng sinh để thực hiện hành vi mua bán trẻ sơ sinh. Đồng thời phát hiện việc giả mạo thông tin nhằm hợp thức hóa thông tin người mẹ trong hành vi mang thai trái quy định của pháp luật. Đây là giải pháp có tính ứng dụng cao trong thực tiễn do các cơ sở dữ liệu y tế và dân cư đã kết nối liên thông. Cuộc thi DataFly được tổ chức từ tháng 8 năm 2023 và thu hút hơn 230 đội tham gia với tổng số gần 670 thí sinh. Giải nhất cuộc thi được trao cho giải pháp ứng dụng AI trong việc phát hiện biển số ô tô giả đang lưu hành trên các tuyến đường giao thông công cộng của Công an Sơn La. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại thị trấn Ngọc Lặc đang diễn ra tình trạng người dân buôn bán ngay dưới lòng đường khu vực trước cổng công ty Việt Pan Pacific, thậm chí có chỗ còn được dựng thành các liều quán. Điều đáng nói là khu vực họp chợ trái phép đó chỉ cách công sở thị trấn Ngọc Lặc vài trăm mét. 16 giờ 30, công nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Pan Pacific Thanh Hóa ở thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc bắt đầu tan làm. Cũng là lúc những người bán hàng tràn ra vỉa hè lòng đường. Cả con đường lớn vốn đang lưu thông bình thường, thì một làn đường bị biến thành nơi buôn bán, đậu đỗ xe trái quy định. Cách đó không xa, một con đường nhánh cũng biến thành nơi họp chợ. Thậm chí khu vực này, người bán còn dựng thành các lều quán tạm bợ, nhích nhác. Tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông như thế này diễn ra gần như hàng ngày tại thị trấn Ngọc Lặc. Điều đáng nói, vị trí họp chợ trái phép chỉ cách công sở thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc vài trăm mét. Bản tin 18 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thanh Hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.